Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh nhé. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều niềm vui. Và nếu như các bác là một người sành chơi âm thanh thì các bác sẽ biết ngay là âm thanh trong gia đình đa phần chúng ta sẽ chơi theo hai kiểu. Một là gì ạ? Những bộ dàn chuyên cho nghe nhạc, và một kiểu là những bộ chuyên cho hát karaoke. Tại sao phải chia nhỏ như vậy? Bởi vì sao ạ? Những bộ nào mà nghe nhạc hay, đẳng cấp như bộ high end thì không thể nào mà hát karaoke nó hay, nó đã được. Tất nhiên là vẫn có thể hát được nhưng mà không thể nào chuyên nghiệp và sướng bằng những cái bộ hát karaoke. Nhưng mà ngược lại gì ạ? Những cái bộ karaoke mà các bác nào mà có những đôi tai khó tính ấy, nghe nhiều những bộ nghe nhạc rồi, thì khi mà nghe nhạc ở những bộ karaoke bình thường thì sao ạ? Cảm thấy nó rất là chán, cảm thấy nó rất là không được chi tiết, đúng không ạ? Và nếu như các bác mà muốn một bộ hát mà nghe nhạc vẫn đẳng cấp được thì sao ạ? Các bác sẽ nhớ ngay đến những thương hiệu nổi tiếng rất đình đám, có thể kể đến như là Nexo này, Adamson này, Outline này, Meyersau, L Acoustic, vân vân và mây mây. Nhưng mà nhược điểm là gì ạ? Những cái dòng đấy các bác để có được một bộ như vậy thì các bác phải bỏ số tiền ít nhất là trên 200 triệu đồng với một set full, đúng không ạ? Cái giá thành nó rất là cao mà không phải bác nào cũng có đủ điều kiện kinh tế, mặc dù đam mê, để có thể sở hữu được một bộ như vậy. Nhưng nếu như em nói với các bác là sao ạ? Không cần phải bỏ ra vài trăm triệu, các bác vẫn có thể sở hữu được những đôi loa vừa có thể nghe nhạc vừa có thể hát được đẳng cấp như mấy bộ trên. Các bác có tin không ạ? Đấy. Hôm nay thì em giới thiệu đến các bác một dòng loa như vậy luôn, đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng trên toàn cầu từ Anh Quốc, đó là thương hiệu loa Tannoy. Đấy. Nhắc đến Tannoy thì các bác sẽ nghĩ ngay đến gì ạ? Những đôi loa nghe nhạc high end tiền tỷ, nhiều tỷ, tức là sao ạ? Rất rất đắt tiền. Nhưng mà đây là một phân khúc riêng của Tannoy dành cho hát karaoke chuyên nghiệp. Và mức giá của nó thì nó rất là phải chăng. Các bác không cần bỏ ra vài trăm triệu, các bác chỉ cần vài chục thôi. Một số tiền nó rất là bình thường thôi so với những cái bộ như em nói ở trên. Nhưng mà chất âm thì nó vẫn không hề thua kém các bác nhá. Đó chính là dòng loa Tannoy TKT-122. Đây là một dòng loa mà năm ngoái em đã review đến các bác rồi và cũng đi lắp đặt rất là nhiều rồi. Nhưng mà nhiều bác vẫn đang hỏi là tại sao lại không bán nữa. Vì không phải em muốn bán nữa mà cái thương hiệu loa này, cái model này nó đang hết hàng. Và hiện tại thì lại vừa được cập bến nên là em sẽ cập nhật luôn và lên sóng luôn đến các bác, để những bác nào mà yêu thích chất âm của Tannoy thì các bác có thể sở hữu được ngay những loa này. Và đây là một model loa Bass 30 của Tannoy TKT-122. Đây là một dòng loa dùng trong karaoke chuyên nghiệp, nhưng mà với những cái tai nghe khó tính của những kỹ sư làm Tannoy thì nó nghe nhạc nó vẫn rất là hay. Bản thân em thì cảm thấy cái dòng này này nó nghe nhạc nó không hề thua kém gì so với những cái thương hiệu nổi tiếng tầm cỡ như em vừa giới thiệu đến các bác. Đây là một dòng loa mà nó là một dòng loa Bass 30 với công suất rất là lớn. Đấy. Với công suất bình thường của nó là 500W ở chiều kháng 8 ohm và peak của nó là 1200W. Với một đôi loa này thôi, các bác có thể là sở hữu nó để nghe nhạc, để hát trong một cái phòng diện tích khoảng tầm 50m² thoải mái các bác nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ mở lại con loa này và giới thiệu lại đến các bác một chút về cái dòng loa này, một dòng loa mà em rất yêu thích. Và đầu tiên thì các bác có thể xem là chả cần biết là loa có hay hay không, nhưng mà nhìn con này thì phải nói là nó quá đẹp. Đấy. Từ cái nước sơn rồi là từ những cái đường nét của nó làm quá đẹp luôn. Với cái logo Tannoy phía dưới đây, đúng là hàng Tây thì nhìn nó vẫn khác, đúng không ạ? Và với cái dòng này thì nó vẫn tích hợp cho các bác là các bác có thể là treo loa được bằng những cái ốc bích ở đây các bác nhá. Và con này thì nó là một dòng loa mà với công suất là 500W. Những dòng loa Bass 30 bình thường thì công suất chỉ rơi vào khoảng tầm từ 300 cho đến 400 thôi. Nhưng con này thì là một dòng loa công suất lớn, tiếng bass đánh rất là mạnh và tiếng chép rất là sáng. Đó, với hai cái lỗ thông hơi ở đằng sau ở đây. Và với con loa này thì nó cũng cho ra một góc phủ âm rất là rộng, 70 x 70 độ, nên là nó lan tỏa đều khắp phòng các bác. Một dòng loa mà các bác có thể lắp phòng hát này, dùng gia đình, làm phòng trà đều rất là ok. Nói chung đây là một sản phẩm thuộc phân khúc loa cao cấp các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ tháo luôn cái phần ruột ra để các bác chiêm ngưỡng lại cái phần driver của nó. Và anh em đang được chiêm ngưỡng số đo 3 vòng của con loa này. Và những bác nào mà thích xem củ hay xem ruột thì bác vào đây luôn cho em cái. Đây, đây là họng kèn đây. Đây là củ bát đây. Đấy, để các bác xem là những cái gì của con Tannoy nó mang lại thì nó chất như nào. Đầu tiên là cái củ bát có đi. Củ bát con này thì rất nặng. Đấy.
Đây là một dòng loa phải nói là rất mạnh. Đây. Bình thường thì các bác có thể biết là những dòng loa 30 có dòng loa là từ 13, 15, nhiều lắm là 17. Nhưng mà riêng con này nó sử dụng một cái từ 19, 190 các bác nhá. Tức là từ rất lớn và cái tiếng bass đánh ra thì khỏi nghĩ luôn. Ở đây là có design in UK đó và tannoy này. Đấy. Các bác mở loa tannoy xịn ra thì nó phải như thế này các bác nhá. Đấy, củ bass của nó rất kinh khủng. Đây. Nhìn các bác nhìn này. Những chi tiết rất nhỏ luôn từ cái đường keo, rất đẹp. Bên trong là phân tần của nó. Đó. Và đây là những cái lớp thùng vách. Con loa này thì được làm bằng gỗ bạch dương các bác nhá. Gỗ bạch dương thì cũng được sử dụng trong những dòng loa như Nexo đấy. À, và đây là phần twister đấy. Các bác xem này. Đấy, cũng sử dụng từ 12 120. Nói chung là đây là một dòng loa mà cái chất âm của nó thì nó thiên về cái độ mạnh nhưng mà vẫn rất là chi tiết, cả về cái đường nhạc và cả về cái đường mic của nó rất là ấn tượng. Một dòng loa được thiết kế bởi Tannoy. Và dành cho những bác nào mà không hiểu là tại sao giá nó lại rẻ như vậy thì em nói luôn đi các bác là nếu như đây là một dòng loa được sản xuất tại Anh Quốc ấy thì cái mức giá của nó cũng sẽ không thua kém gì so với những cái bọn như là Koda hoặc là Nexo đâu. Nhưng mà đây là một dòng loa mà bên nhà hãng sản xuất tại Trung Quốc lên làm cái giá thành của nó được thu gọn lại rất là hợp lý các bác nhá. Ngay bây giờ thì em sẽ để các bác trải nghiệm lại chất âm của dòng loa tuyệt vời. Mời anh em hãy thưởng thức cái chất âm của cái dòng loa Tannoy này nhá. Phải nói là anh em hãy đeo tai nghe để cảm nhận cái độ chi tiết của âm thanh. Đấy. If I were a boy, even just for dòng này mà các bác nghe nhạc thì phải nói là hết thuốc luôn đấy, hết nước chấm luôn. I roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys. Ở đây là em đánh có một đôi loa các bác nhá. Thêm một súp nữa vào thì thôi, phải nói là đây là loa không đấy ạ. I can't get what I wanted and I never get confronted for it. Nghe tiếng chép sáng không? Loa nghe cái giải nó rất là rộng các bác em sẽ bật một bản nhạc mạnh mạnh hơn chút với một đôi loa này để các bác thưởng thức. Đấy, các bác nghe không? Đây là một đôi loa các bác nhá. Anh cho thêm súp vào kìa. Cho thêm súp Tannoy vào này. Đó nghe nhức người luôn. Nhạc lại đúng không? Bây giờ em sẽ alo thử tiếng mic và hát luôn thì các bác nghe. Đây. Bộ này thì em ghép với con mic 550 2 la mã. Dòng mic này cũng rất là hay, tiếng dày, dễ hát. Lê 1 2 6 7 Lê 1 2 2
Ok, sẽ hát luôn để các bác nghe cái chất âm của này nhá. 1 2 6 7 2. Chào các bác nhá. Đây, hôm nay thằng cu này ngồi chỉnh cho bác hát này. Đấy, sao mấy anh 10 năm không gặp, tưởng tình đã cũ. Mây bay bao năm, tưởng mình đã quên. 10 năm tình cũ như mưa bay đi, một trời thương nhớ. Em ơi bên kia có còn mặt buồn. 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ. Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu mơ một vùng kia vẫn còn trong ta cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Mỗi ta xa nhau tưởng chừng như đã, mỗi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ tình bất phân. Đành nhu lòng thôi ra từ kỷ niệm. Trong qua bao năm mộng buồn quên dấu. Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi. Trong anh hôm nay thấy tình còn đây. Ok ok. Đấy. Vừa rồi thì em vừa giới thiệu đến các bác rất chi tiết lại về cái dòng loa Tannoy TKT-122. Sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường thì hiện tại nó đã có mặt tại sóng âm thanh nhá. Nên những bác nào mà yêu thích chất âm của Tannoy thì alo luôn cho bên em để được hỗ trợ và tư vấn. Và nếu như anh em có nhận xét ý kiến đánh giá gì về chất âm của dòng loa đặc biệt đến từ Anh Quốc này thì để lại những cái comment nhận xét nhá. Và bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Và tất cả giá của những sản phẩm bên em cung cấp đến các bác thì bên em sẽ up đầy đủ lên trong web của bên em là sóngamthanh.vn. Các bác có thể lên đó để check giá được từng sản phẩm, từng mã sản phẩm một. Ok, chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.